Xe mà học sinh nào cũng thích và phù hợp với tất cả các lứa tuổi từ 16 tuổi trở lên là đều có thể sử dụng được rồi. Và khi mà sử dụng chiếc xe này thì chúng ta không cần bằng lái, đúng không? Cũng là không cần đăng ký, và đôi khi nếu mà vội quá thì cũng không cần đối mũ bảo hiểm cũng được. Tuy nhiên mình rất là khuyến cáo khi mà đã tham gia giao thông thì chúng ta phải đội mũ bảo hiểm các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng unbox chiếc Engwe P26 này xem nó có cái gì đặc biệt mà khiến nhiều người thích những chiếc xe như vậy và rất là phù hợp với đối tượng học sinh. Ok, xin mời chúng ta cùng theo dõi. Đầu tiên thì chúng ta đã phải lật hết những cái hộp ấy ra ngoài này. Rồi chúng ta sẽ thấy được là lật ra bên ngoài này để cho mọi người cùng xem này. Cái vỏ hộp của chiếc này ấy, thì nó có kích thước, nó khoảng độ chiều dài nó khoảng độ 1,6 m. Đấy. Cho nên là vận chuyển cũng rất là dễ dàng, đóng hộp vào như này. Về cơ bản ấy, thì chiếc xe này đã được lắp ráp và gần như đã hoàn thiện đến 80% ở trong hãng rồi. Chúng ta chỉ cần những cái thao tác rất đơn giản thôi là các bạn có thể cắt tất cả những cái dây thít này ra. Thì đối với phiên bản Engwe P26 này ấy, nó đã được trang bị sẵn luôn tất cả các ba ga này các bạn này. Các ga sẵn luôn như này rồi này. Đấy, chúng ta rất là tiện luôn, không cần trang bị thêm bất kỳ một cái phụ kiện nào nữa, nó đã hoàn thiện rồi. Đấy. Phiên bản Engwe P26 này thì sẽ có hai màu, màu xám như mình đang unbox đây và một màu xanh coban nữa, nhìn rất là đẹp. Thì màu đây các bạn nhìn nhá, thì chúng ta sẽ cắt hết những cái dây thít đi ra. Đó, xong đó thì sẽ lắp thôi. Các bạn nhìn thấy không? Rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần cắt hết dây thôi là không phải làm gì cả. Phần bánh sau này ấy, là nó đã lắp sẵn rồi và hoàn thiện rồi. Sau đó chúng ta chỉ cần căn chỉnh một chút xíu, khi mà những cái bộ Shimano này nó chưa chuẩn thì mình sẽ hướng dẫn các bạn căn chỉnh luôn sau đó luôn. Đấy, đây là cái yên này. Cái yên này ấy, thì các bạn có thể tháo ra để nâng lên hạ xuống đều được, rất là tiện nhá. Nó rất là dễ dùng lắm. Đầu tiên ấy, thì các bạn sẽ lắp cái chân trống. Thì lắp chân trống này cũng rất là đơn giản, các bạn chỉ cần mấy cái lục thôi. Cái lục, có cái lục đi theo xe, một bộ cái phụ kiện đi theo xe thì các bạn lắp được một lần thì cũng là nó hỏng mà. Mình thấy là cái những cái mà phụ kiện mà kiểu dạng như là cái bộ tun đi theo xe ấy, nó sử dụng để một lần thôi ấy, thì mình lắp thì nó cũng được ấy, nhưng mà tuy nhiên thì nó kiểu nó sẽ bị tuét cái đầu ấy. Đấy, đây là cái bộ phụ kiện theo xe này. Thì bao gồm cái sạc. Cái sạc này ấy, nó rất là nặng các bạn nhá. Nó nặng hơn những cái sạc ở ngoài thị trường rất là nhiều. Và nó có những cái tiêu chuẩn châu Âu rất là khắt khe đối với những cái dòng xe hiện tốt như này. Thì đối với cái sạc này ấy, thì là sạc 54V 2A để sạc cho quả pin như này. Thì đối với thời gian mà sạc cho quả pin như này thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng độ 5,5 tiếng đồng hồ là các bạn sẽ sạc đầy quả pin này. Một số lưu ý nhỏ khi các bạn cắm sạc nhé, là khi các bạn mới đi về ấy, thì pin nó còn nóng thì các bạn đừng cắm sạc ngay, các bạn để tầm 20 phút đến 30 phút hoặc là 1 tiếng gì đấy thì cái quả pin này nó nguội thì các bạn sẽ cắm sạc vào nhé. Thì như vậy nó sẽ rất là bền pin của các bạn. Còn nếu mà khi mà các bạn mà cắm sạc luôn ngay khi đi về ấy, thì nó sẽ bị nóng pin rất là nhanh. Và như vậy nó sẽ ảnh hưởng tới tuổi thọ của pin. Cũng giống như các bạn đang sử dụng điện thoại ấy, mà các bạn vừa cắm sạc vừa dùng ấy, thì nó rất là nóng. Và như vậy thì nó rất là nhanh chai pin, sẽ ảnh hưởng tới cái chiếc xe của các bạn. Có một cái lưu ý là nhiều bạn hỏi là lắp cái chân trống này ấy, thì các bạn nhìn nhá, ở lại đây nhá. Thì chúng ta sẽ thấy là cái chân trống này mình sẽ đưa vào phía trong của cái xe nhá. Đấy, sau dùng chính cái chân trống đấy làm cái để bắt vít luôn vào. Thì bắt vít từ bên ngoài vào là ok, xong luôn. Đấy. Rồi tiếp đến là vừa nãy là mình có nói có một cái bộ tun nhỏ này ấy. Thì đây này, đây là cái bộ tun này. Cái bộ tun này ấy, thì nó bao gồm tô vít, rồi lục, rồi cà lê 14, 15, rồi 8 các thứ nhá, để các bạn lắp nhá. Đó, đầy đủ hết, nhưng mà chỉ cần lắp một lần thôi là nó đã thấy, nó đã những cái đầu này, vít này nó đã hơi kiểu nó không chuẩn, không chính xác rồi. Thế là nhưng mà nói chung là đủ để các bạn lắp sử dụng, nó cũng không đến mức độ là giảm lắm. Đấy, rồi chúng ta sẽ đi vào cái chính là trên cái dòng Engwe P26 này ấy, thì cái xích này các bạn nó nhìn thấy nó hơi trắng không? Nó trắng là vì nó được tẩm một cái dung dịch. Đây các bạn nhìn thấy tay mình này. Đấy, và khi mà cái dung dịch này ấy, nó ma sát với đĩa và líp thì nó sẽ nóng lên và nó sẽ chảy ra để nó tạo ra một cái chất bôi trơn cho xích và líp luôn, để chúng ta đi nó không có tiếng kêu. Đấy là sau quá trình sử dụng tầm khoảng độ 3 tháng hoặc 6 tháng gì đấy, cái chất đấy nó sẽ tan hết đi và chúng ta sẽ phải bảo dưỡng và sạch sẽ, lau dọn sạch sẽ, và chúng ta sẽ lại tra những cái dầu chuyên dụng vào để cho nó bảo đảm an toàn. Cái dầu chuyên dụng ấy nó là như nào? Nó là một cái dung dịch mà giống như này là các bạn này. Đấy, các bạn nhìn nhá, nó dung dịch như này này. Và khi mà tra vào ấy thì các bạn nhìn này, nó giống như là cái sữa ấy. Đấy, nó sữa như này này, khi mà gặp không khí nhá thì nó sẽ đặc lại, nó không giống như cái dầu luyên, dầu nhớt của các bạn tra. Thì nếu mà các bạn tra dầu luyên, dầu nhớt ấy thì nó sẽ bám ở trên xích này, nó sẽ rất là bẩn và nó sẽ bám cát rất là nhiều luôn. Nó giống như là các bạn làm tăng cái độ ma sát lên ấy, và ngày càng nhanh hỏng cái xích này hoặc là líp, nó sẽ rất là nhanh hỏng các bạn nhá. Nên là các bạn, mình khuyên các bạn là nên sử dụng những cái mà đồ nó tốt. Đấy, bên mình thì chuyên là sử dụng những cái này để bảo trì bảo dưỡng cho khách. Cho nên là nếu bạn nào ở gần bên mình ấy, thì bên mình qua bên mình làm miễn phí trọn đời. Còn nếu mà các bạn ở xa thì các bạn có thể mua cái dung dịch này hoặc là liên hệ bên mình, để bên mình bán kèm một lọ. Một cái lọ to này thì là mấy trăm k ấy, nhưng mà bên mình sẽ chiết ra cái lọ nhỏ nhá, 50k thôi. Và một cái lọ nhỏ xíu như vậy ấy, thì các bạn có thể tra đến hàng chục lần cũng được, vì các bạn chỉ cần đi một lớp này thôi. Đấy, một lớp mỏng này thôi và nó sẽ tự thẩm thấu vào các cái mắt xích này. Đấy, để nó làm mềm mắt xích và nó tự bôi trơn được. Các bạn đừng cho nhiều nó rất là lãng phí và không cần thiết. Đối với mẫu P26 này ấy, cái điểm hay của nó ấy, là các bạn có thể nâng chỉnh được cái pô tăng, cái cổ tay lái này. Tức là các bạn có thể nới con ốc ở đây lên và các bạn kéo nó cao lên được. Đấy. Thứ hai nữa là các bạn có thể điều chỉnh được cái góc lái. Tức là gật gù nó tiến gần về phía trước các bạn, hoặc là tiến về phía xa. Nếu như cơ địa của các bạn cao, các bạn cao tầm khoảng từ 1m6 đến 1m8 là các bạn đã đều điều chỉnh được hết cái này. Nếu như mà trong trường hợp nhé, mà nó vẫn dài so với các bạn ấy, thì các bạn sẽ đẩy hết, nới con ốc ở sau yên này này, các bạn nới lỏng nó ra, các bạn đẩy hết yên về phía trước. Đấy, để cho cái khoảng cách này nó ngắn đi, thì các bạn điều chỉnh xe nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Đấy, đây là một cái những cái chi tiết rất là nhỏ thôi, nhưng mà sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến các bạn trải nghiệm và đi xe. Đối với mẫu xe này ấy, thì việc lắp đặt nó cực kỳ dễ. Như vừa rồi mình có tháo cái pedal này ra ấy, thì ở cái pedal này nó sẽ có chữ R và chữ L, chứ là bên phải và bên trái ấy. Thì ở bên phải thì các bạn lắp vào bên phải thôi, đúng cái chữ R ở đây thôi. Thì các bạn cứ đưa thẳng vào như này và các bạn xoáy nó hướng về phía cái bánh trước nhé. Đấy, thì nó sẽ tự động nó vào thôi, nó rất là dễ. Sau đó các bạn dùng cái cà lê 15 các bạn siết chặt nó lại là được. Đấy, rất là đơn giản đấy thôi. Đấy. Bên mình ấy thì lắp cái này thì cực kỳ nhanh, vẫn là rất là dễ. Đấy, cho nên là các bạn cũng có thể lắp được dễ dàng. Đấy, đối với cái bánh xe như này nhá, thì chúng ta tháo hết ốc này ra. Đấy, các bạn tháo ra này, các bạn để ý một chi tiết này là rất là quan trọng nhá, để chúng ta lắp đặt cho nó đúng nhá. Khi mà xoáy ra hết ý, thì chúng ta sẽ có này, đây là một cái long đen dẹt, nhưng mà nó lại là có một cái móc tiếp đến là một cái long đen dẹt ở đây phía bên ngoài này. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp cái này làm sao cho nó đúng và chuẩn nhá. Đấy, đầu tiên các bạn sẽ phải tháo hết hai bên ra. Đó. Sau đó thì chúng ta sẽ đưa cái đằng đĩa này, đây là đằng đĩa phanh này. Cái đằng đĩa này nhá, nó sẽ đưa vào giữa. Đây các bạn này, các bạn đưa vào giữa cái này cho mình. Đưa vào giữa cái phanh nhá, cái giữa hai má phanh này. Đây. Chúng ta chỉ cần rất là đơn giản như này thôi. Đưa vào giữa như này. Thì nó sẽ tự nó chặt lại thôi. Đây. Đưa vào giữa này và chúng ta thả nó xuống này. Đấy, các bạn thấy ok chưa? Đấy. Chúng ta sẽ dựng thẳng cái xe lên như này nhá. Xong đó này, các bạn để ý này, đây là cái long đen móc này. Đấy, các bạn đưa vào trước. Ở trên cái khung, cái càng xe này này, nó có một cái lỗ. Các bạn đưa đúng cái lỗ đấy vào. Xong đó các bạn đưa cái long đen dẹt này vào. Xong đó chúng ta đưa ốc này vào. Bên kia thì các bạn cũng làm tương tự như thế. Đấy, nó rất là dễ đúng không? Vậy là các bạn đã lắp xong rồi. Đấy, lắp xong bánh rồi nhá. Đấy, sau khi mà chúng ta lắp xong bánh ấy, thì chúng ta sẽ kiểm tra thử xem là nó có cái má phanh và cái đĩa phanh nó có sát vào nhau hay không. Nếu mà nó sát vào nhau thì mình sẽ chỉnh cái cụm phanh này, chỉnh sau. Đó, các bạn thấy đơn giản không? Đấy, các bạn cứ dựng thẳng lên này thì nó sẽ tiếp xúc với cả cái càng xe. À, còn một cái điểm nữa là trước khi các bạn tháo cái càng xe này để lắp cái bánh này vào ấy, thì nó sẽ có một cái trục như này. Đây là cái trục mà để nó hãm lại, để cho nó cố định cái càng này nó không bị méo. Thì các bạn sẽ tháo ra và bỏ đi nhá, không cần thiết, đúng không? Không cần thiết cái này. Đấy, rất là đơn giản thôi, đúng không? Đấy, bỏ cái này đi nhá, không quan tâm được cái này nữa nhá. Đấy, thì các bạn sẽ chỉnh như này. Đấy, và gần như là chỉnh đã 100% rồi này các bạn này, không có tiếng kêu, không có một cái gì mà ma sát cả. Nó rất là bon như này luôn. Đấy. Rồi chúng ta sẽ lắp ở phần trên là như thế nào. Thì đây là một cái lục này các bạn này. Đấy, nếu mà các bạn muốn nâng cao lên ấy, thì các bạn tháo nới cái lục ở giữa này, rồi các bạn đẩy kéo nó lên, nhấc nó lên thì nó sẽ lên cao. Đấy. Còn nhớ các bạn mà muốn mà chỉnh cái góc lái này thì các bạn chỉnh ở đây. Đây các bạn nhìn nhá. Đấy. Thì ở nhà máy họ bắn hơi chắc đấy, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn nhá. Thì các bạn dùng một con lục các bạn vặn ra thôi. Đấy, nó hơi chặt tí. Rồi, đây. Thấy chưa? Các bạn thấy không? Đấy, thì các bạn có thể điều chỉnh được cái góc lái như này. Đó, ok chưa? Điều chỉnh xong góc lái rồi đúng không? Đấy, thì mình sẽ điều chỉnh lại tiếp các cái vị trí khác để cho nó phù hợp hơn với các bạn. Đấy, sau đó các bạn nhớ phải siết chặt cái này lại nhá. Đấy, siết chặt lại cho mình. Cái này phải siết rất là chặt nên là các bạn để ý nhá. Đó, ok chưa? Đấy, bên mình lắp thì tầm khoảng 10 phút là xong rồi. Rất là dễ. Ok, đấy, bên này thì các bạn cũng sẽ phải xoáy chặt lại. Tất cả những cái mà khi mà chúng ta lắp đặt những cái chiếc xe mà nó liên quan đến cái khung nhôm. Đây là khung hợp kim nhôm Maze này, 6061 này. Thì các bạn nên lưu ý là mình lắp tất cả các ốc nó chỉ 80% lực thôi. Xong đó các bạn siết đều dần đấy. Các bạn không được nhá, không được luôn đấy là lắp một con ốc nó chặt luôn ngay từ đầu, sau đó lắp con ốc khác ấy, thì nó sẽ bị vênh và nó ăn chính vào luôn cái khung này và sẽ rất là khó xử lý. Vì là nó là hợp kim nhôm, nó sẽ mềm hơn là ốc thép các bạn nhá. Nên là các bạn để ý giúp mình một cái chi tiết đấy. Đó, còn thì cái cách sử dụng của chiếc xe này thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Ở đây là các bạn nhìn thấy đây là chính là cái để mà mình mở khóa và khóa cái giảm sóc. Thì khi mà chúng ta đẩy vào như này ấy, thì cái giảm sóc này nó sẽ cứng lại này, đây này. Đấy, cứng lại luôn này này. Đấy chưa? Không nhún được, và khi chúng ta mở này ấy, thì là sẽ nhún được như này. Đấy, nó dễ lắm. À, đối với việc sử dụng chiếc xe này ấy, thì các bạn cách sử dụng như này nhá. Thì cái xe này nó sẽ có hai cái chìa khóa. Cái chìa khóa này không phải là để mở nguồn, mà chìa khóa này nó có nhiệm vụ duy nhất là nó để mở pin để các bạn mang tháo ra ngoài sạc được. Đấy, hoặc là chúng ta mang đi đâu đều sạc được. Thì mỗi một xe sẽ có hai chìa khóa, và khi mà chúng ta mà mất chìa khóa này ấy, thì chúng ta phải đi ra ngoài đánh thì cũng vẫn được nhá. Đấy, thì đây là cái quả pin của chiếc Engwe P26 này. Đấy, lắp lại thì các bạn lắp ngược lại thôi. Thì ở dưới này nó sẽ có các tiếp điểm của pin. Trong trường hợp mà các bạn đi mà rửa xe ấy, thì các bạn tốt nhất là các bạn tháo quả pin này ra để cho nó đỡ có điện. Thì sau đó chúng ta rửa xe như rửa bình thường thôi. Đấy, có một lưu ý nhỏ nữa là khi mà các bạn rửa xe ấy, thì các bạn lưu ý như này nhá. Là chúng ta sẽ xịt rửa phần trước này này. Đấy, thì vô tư, thoải mái luôn, không vấn đề gì. Nhưng còn vào phần sau này ấy, thì do là phần sau này nó được là có động cơ ở phía sau này, nên là nếu mà các bạn dùng vòi áp lực cao ấy, các bạn xịt vào ấy, thì nước nó sẽ đi ăn theo cái đường này này, nó sẽ vào động cơ này. Đấy, và chúng ta phải bảo dưỡng lại. Còn nếu mà các bạn muốn xịt thì chúng ta bỏ xa cái vòi nó ra, chúng ta xịt từ trên xuống dưới này, hoặc chúng ta xịt kiểu theo chiều như này vào nhá. Đấy, chứ đừng xịt theo chiều cái trục xe này nhá, thì nước nó sẽ trôi vào bên trong động cơ nhá. Các bạn để ý một chút xíu đấy thôi là ok. Đấy, cách sử dụng như nào thì đầu tiên các bạn sẽ nhìn ở trên này. Đây là cái đồng hồ hiển thị rất là các cái thông số này. Đây là cái bộ điều khiển bằng ở bên tay trái các bạn nhé. Nó sẽ rất gần tay các bạn để các bạn điều chỉnh này. Thì nó sẽ có nút cộng này, nút trừ này. Ở dưới nút cộng là nút nguồn. Đấy. Ở bên cạnh nút cộng này chính là nút menu này. Và ở bên cạnh nút trừ chính là nút bật đèn. Thì các bạn bấm nút dưới dấu trừ chính là nút nguồn nhá. Thì nó sẽ lên này. Bấm 2 giây là màn hình nó sẽ khởi động lên luôn. Đấy. Và khởi động lên như này rồi ấy, là nó giống như một chiếc xe đạp bình thường rồi. Các bạn đi buổi tối các bạn bật đèn lên, đấy là nó sẽ sáng, đây là đèn này. Đấy. Tắt đi thì nó sẽ bấm một cái lần nữa thì nó sẽ tắt nhá. Đấy. Và chúng ta khi mà chúng ta lên số như này ấy, thì chúng ta có thể vặn ga được luôn. Đấy các bạn thấy không? Vặn ga được luôn. Và càng lên số cao thì tốc độ nó càng cao. Đối với chiếc P26 này chúng ta có thể đi được đến tốc độ là 35 km/h nếu mà mở khóa. Đấy, còn thì mặc định của nhà sản xuất thì nó chỉ cho các bạn đi 25 km/h thôi. Và như vậy thì rất là phù hợp với cả lứa tuổi học sinh đi học. Ở bên tay phải ấy thì nó chính là cái bộ Shimano. Bộ đề Shimano của này rất là ngon các bạn nhé. Nó sẽ có 7 cấp này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tương ứng 7 cấp số này với 7 tầng líp. Thì các bạn càng lên số 1 thì ở tầng líp to nhất nó sẽ càng đạp nhẹ các bạn nhé. Đây là tầng líp to nhất này. Đấy. Mình sẽ nhả dần nhá để các bạn thấy nhá. Mỗi lần nhả thì các bạn sẽ bấm một lần để các bạn xoay xích để cho nó trôi xuống dưới nhá. Đây các bạn này. Đấy, nó sẽ rơi xuống như này. Đấy, các bạn nó nhả hết xuống. Thế trong trường hợp mà đây là chiếc xe mới ấy, thì nó chưa nhả xuống ấy, thì tức là nó sẽ có một cái tác động nào đấy nó khác. Thì các bạn nhìn này, ở đây này. Hiện tại như chiếc xe này nhé, là nó đang bị cấn vào cái bảo vệ Shimano này ấy, thì các bạn sẽ dùng tay giống như mình như này. Các bạn dùng tay này nhá. Một tay mình chẹn vào cái bánh như này. Đấy. Các bạn kéo ra như này. Đó. Thì nó sẽ nhả hết được. Đấy. Nó nhả hết xuống. Đấy. Về số 1. Đấy. Chúng ta hình dung ra. Đấy. Nó sẽ rơi về số 1. Trong trường hợp nhá, mà các bạn có cái chưa về đúng ấy, thì mình có một cái clip mình hướng dẫn các bạn chỉnh rồi. Nó rất là dễ. Thì các bạn chỉ cần chỉnh cái con ốc ở phía sau này. Đấy, một xíu thôi. Thế là nó đã rơi xuống dưới rồi. Đấy, các bạn thấy đơn giản không? Dễ không? Đúng không? Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách lắp đặt rất là nhanh chiếc Engwe P26 để dành cho học sinh đi học hàng ngày. Và cách những cái hướng dẫn sử dụng sơ qua để các bạn nắm được về hoạt động của những chiếc xe này như nào. Thì rất mong là các bạn trong thời gian tới sẽ ủng hộ mình để mình ra tiếp những cái video clip tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Xe Đạp Điện Chở Được Channel, một kênh chuyên review về những chiếc xe nổi tiếng ở trên thế giới và mang đến cho các bạn nhiều những mẫu xe cũng như những phân khúc xe phù hợp với cả ngân sách của các bạn. Và ở tại địa chỉ 1-9 đường Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội có các cái mẫu xe đi thử để các bạn đến trải nghiệm. Đấy, miễn phí. Ở Sài Gòn, ở thành phố Hồ Chí Minh thì có địa chỉ 243/1/22B đường Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn một ngày làm việc vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin cảm ơn, xin chào.